SMSH mới làm nồi. Chưa ngâm SH Việt Nam nha anh em. Lúc nãy nó chạy tới đây đúng không? Lần hồi nãy nó chạy qua luôn đúng không? Đó nó rút hậu lên đó. Rồi anh chạy thử đi. Rồi mắc vô. Thôi được rồi. Không chạy thử vòng đấy. Nhanh như cầu rồi em không có tin tưởng vào làm cho anh em nha. Anh này ở Bình Dương. Rồi đi xuống Bình.